trận Tottenham Liverpool với lăng kính kinh dịch. Thì cái trận này nó diễn ra vào lúc 12 giờ 30 ở bên Anh. Bắt đầu lúc 12 giờ 30. 12 giờ 30 thì chỉ có trong vòng 30 phút là nó mới đúng cái nó vẫn còn cái giờ đó thôi. Bắt đầu sang phút thứ 31 trở đi là từ giờ tí chuyển từ giờ ngọ chuyển sang giờ mão. Tí sửu dần thành giờ ngọ muồi, giờ ngọ chuyển sang giờ mùi. Vào cái giờ ngọ thì cái trận này là gặp cái quẻ hỏa thiên đại hữu và quẻ hậu thiên của nó là thuần càn. Bắt đầu từ phút 31 trở đi á, khi mà trận đấu bước sang giờ khác á, thì đổi sang quẻ khác. Vậy thì từ phút 31 trở đi á, là cái quẻ tiên thiên là lôi thủy giải, còn quẻ hậu thiên là phong lôi ích. Trong những cái quẻ này á, có một cái quẻ đặc biệt là quẻ thần thuần càn, là cái quẻ mà toàn bộ là cả sáu hào là đều là hào dương hết. Trong toàn bộ kinh dịch thì chỉ có một cái quẻ này là tất cả đều là hào dương tuyệt đối. Tất nhiên là hào dương thì chúng ta phải nghĩ tới bóng đá tấn công. Cái trận Tottenham Liverpool này á, có thể dự đoán là sẽ tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Cả khách lẫn chủ đều chơi tấn công hết. Quẻ thuần càn cũng nói lên điều đó, và quẻ hỏa thiên đại hữu cũng cũng nói lên cái điều đó. Tấn công thì mới tốt chứ phòng phòng ngự thì lại lại không được lợi. Nói chung là cái quẻ này thì tốt cho Tottenham hơn là Liverpool, vì Tottenham là đội chủ nhà. Cái quẻ cái trận này á, sang sang cái hiệp sang từ phút 31 trở đi á, thì nó đổi sang quẻ quẻ giải, lôi thủy giải. Lôi là sấm chớp, còn thủy là nước mưa rồi này kia. Về mặt mặt tượng hình á, là mưa to gió lớn sấm chớp rồi nó làm cho mọi thứ tan biến đi, và cái tên quẻ là cái quẻ giải. Thì chúng ta có thể dự đoán là nếu như mà cái đội khách mà họ bị ghi bàn trước thì sau phút 31 họ sẽ thoát được cái tình trạng đó, có nghĩa là họ gỡ hòa. Vậy thôi, các cái quẻ này thì không có dự đoán nhiều về vấn đề là may rủi. Thì dự đoán cái trận này là cái trận mà sẽ có nhiều bàn thắng, sẽ tấn công ngay từ đầu, và khi mà đội chủ nhà ghi bàn trước á, thì đội khách họ sẽ gỡ hòa. Vậy thì dự đoán về cái trận đấu là hòa và có tỷ số cao.